và mình sẽ ghét với. Rồi, chào mừng quay lại với kênh Nguyên Hùng Audio. Trong cái bài video hôm nay mình sẽ giới thiệu và test nhạc các bạn một bộ đôi cùng đến từ Mỹ. Đầu tiên là cái âm ly nổi tiếng đến từ Marley Vision, một trong những cái nhánh họ của Marley Vision đó là retro music. Và mình sẽ ghét với Dolly Rebeller L76. Đây là một cái dòng loa mà cũng là huyền thoại của Rebeller. Rebeller thì không có xa lạ gì với những người chơi audio rồi, nhưng mà Marley Vision thì đối với những ai mới chơi audio hoàn toàn không biết tên tuổi này. Nhưng mà những ai mà chơi audio khoảng có thâm niên á, thì nếu mà không biết Marley Vision là một sự thiếu sót. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn âm ly retro music, là một cái nhánh của dòng Marley Vision. Tại sao Marley Vision lại ra retro music thì là đây là cái điều mà khách hàng thích như vậy. Khách hàng thích những dòng âm ly mà nó có thiết kế gọn hơn so với những cái dòng Marley Vision to, gấu và phức tạp. Thì những cái dòng âm ly retro music nó ra đời để chiều cho cái thị hiếu của khách hàng. Thì hãng đánh đến những cái phân khúc và cái thiết kế gọn gàng, ultra high end. Như vậy nó cũng là những cái dòng ly mắc tiền chứ không phải là rẻ tiền nhật bản. Những cái dòng âm ly thuộc thương hiệu Marley Vision thì thường mức giá của nó không dưới 10.000 đô. Thì còn cái âm ly cái dòng retro music thì nó rẻ hơn một chút, nhưng mà nó cũng không quá rẻ. Thì cái con âm ly mình giới thiệu thì tất nhiên hàng đã xài rồi thì giá sẽ khác. Thì giá là 19 triệu, nhưng mà các bạn có thể tham khảo cái giá gốc của nó lúc nó mới ra đời khoảng cách đây khoảng 7-8 năm á, thì nó là 2.500 đô, rất là cao. Đến bây giờ thì nó gần gần 50 triệu rồi, cực kỳ khủng luôn. Và cái con retro music này nó là nó sử dụng cái Class A, nhưng mà thiết kế của nó là thiết kế vỏ nhôm nguyên khối, mặt bên phải bên trái đều là những cái tản nhiệt dày và nhôm, thì nó rất là mát. Nó không giống như những dòng Class A của những cái thương hiệu khác thì nó nóng, con này rất là mát luôn. Và chúng ta thấy là nó thiết kế để đứng, nó gọi là ultra high end, nó không quá gồ ghề, nó cũng có thể để ngang được, nhưng mà chúng ta để như vậy cho nó đẹp. Ở đây là nấm volume, đây là nấm chịu cổng, ở đây là công tắc nguồn, ở dưới là cái logo retro music. Các bạn nào mới biết cái thương hiệu này search lên Google sẽ rõ nha. Vỏ nhôm đúc nguyên khối khá là đẹp. Bây giờ mình quay phía sau cho các bạn nhìn. Đó là cái trạm gắn dây loa là bằng đồng nguyên chất nha. Cái cộng vào SACD, phono, test, video, layout là cái cộng ra để chúng ta làm cái rè. Công suất tiêu thụ của nó là 200W, điện sử dụng là 117V, hàng nội địa Mỹ nha. Cái tản nhiệt này nó giống như cái xương cá, nó làm theo cái rãnh rãnh như thế này, nó rất là mát luôn. Và nó có tác dụng vừa làm mát cho máy mà vừa để cho nó rất là ngầu, nó trang trí rất là đẹp. Và âm ly này thì mình báo mức giá là 19 triệu nhật bản. Hôm nay mình sẽ ghét với đôi loa Rebeller L36. L36 và L36 đề cát thì nó gần như giống nhau nha. Thiết kế bass 25, mic giấy, chép giấy, có hai nhánh tinh chỉnh. Độ nhạy 90 dB, trợ kháng là 8 ohm, công suất là từ 50 đến 100W. Như vậy thì chúng ta ghét với âm ly retro music này rất là hay. Hồi nãy mình quay nói cái model của con retro music này nha. Model của nó là Spirit. Spirit nghĩa là linh hồn, chắc là linh hồn âm thanh quá. Cặp loa này thì nó có thiết kế thùng gỗ lạc, rất là đẹp, rất là sang trọng. Để mình lấy cái thước. Ngang là 34, sau là 31 đến cả lưới. Cao là 51. Nếu như các bạn chơi đôi loa này á, thì cái âm ly này là sự lựa chọn khá là hợp lý luôn. Vừa gọn mà vừa giá tiền. Và chúng ta có thể chơi nhiều loại nhạc như là nhạc vàng,
nhạc acoustic, nhạc xa, nhạc country, đồng quê rất là hợp lý. Và còn nếu những bạn chỉ muốn mua ly này chúng ta về chúng ta chơi với loa khác thì những người ấy của mình là những bạn chơi với những dòng loa như là BMW, như là Khép, như là Tannoy, rất là hay luôn. Nó trị cái những cái đôi loa này cho âm thanh rất là sắc sảo, rất là ngọt ngào, nó tiếng rất là bay bổng. Rồi bây giờ mình quay chi tiết một chút xíu đôi loa, sau đó mình test nhạc cho. Đôi loa là 15,5 triệu. Rồi âm ly chắc cũng quay lại cho các bạn nhìn lại một chút xíu nữa luôn. Aero Music Interactive Amplifier Spirit, đó là model của nó. Bây giờ mình sẽ tiến hành test nhạc. Và ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành test cái Amplay Retro Music này với một cái bản nhạc chất lượng cao ở trên ổ cứng phát từ TV qua ổ cứng. Thì nguồn nhạc chất lượng cao này thì các bạn có thể mua một cái USB hoặc là ổ cứng, bên mình có cung cấp luôn nha. USB là 800.000, 128 GB, chép đầy nhạc, và ổ cứng là 1.000 GB, thì ổ cứng 2 triệu. Thì các bạn chỉ cần có TV hoặc là có những cái đầu dây mã cắm vào trực tiếp, hoặc là những cái box như là những cái box của FPT, Android box ấy, chúng ta cắm vào, chúng ta phát qua cái cục cáp quang là chơi dây mã được rồi. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nhé. Trọn mãi thề.
Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có con bước trên đường. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về. Rồi mùa thu lá vàng đổ xuống công viên, bóng gầy con bước nghiêng nghiêng, thấy đang khóc thương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang mang, từng ngày qua
swallow so proud and free. How the winds are howling, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and have the summer's night. Donna, 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 Donna. Không nhỏ như thế, không nhỏ, âm rất là hay.